Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào bà con nha. Trần Anh review tiếp mẫu Ford Laser giá kịch kim siêu rẻ cho cô chú anh chị luôn. Em này sản xuất năm 2002 nè. Máy 1.8 bản đủ ABS, nước sơn bên ngoài khá là đẹp. Nói chung mẫu này về bên em cũng dặm sơn cản trước cản sau được, nói chung cũng có sơn dặm nha. 60E75806 cô chú anh chị. Em này sẽ đi đôi là ABS chống bốc cứng phanh nè. 4 quả mâm nguyên bản nguyên rin. Đây cô chú anh chị nè, mâm nè, mới tinh. Vỏ nè, vỏ mới tinh nha. Vỏ 85-90% luôn, gầm bọng ở trong nè. Không một tí gọi là mục mọt ở dưới phần gầm. Máy móc thì siêu chạy rồi. Đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Xe hồ sơ ký rút được nha cô chú anh chị. Nước sơn đen, sơn xi bên ngoài không tì vết đâu. Đó, nhìn cùi cùi cổ thì thôi mà đi sướng lắm. Mẫu này là xuất thân từ nhà nước ra mà. 4 thắng điện nè, ABS nè, anh chị coi phần gầm nè. Đó, gầm của em Ford Laser anh chị thấy đẹp không? Không một tí có là mục mọt nha. Đi đôi là 4 thắng địa, 4 cái vỏ mới tinh luôn. 1.8 đèn ống. Biểu tượng chữ Ford Laser nè cô chú anh chị. 60E75806, chì khóa, màn hình đầy đủ tính năng nè. À, đẹp không cô chú anh chị, 4 vỏ nó mới lắm. Gầm bọng ở trong nè, siêu ok không? Đó là mẫu xe ít tiền. Cho bà con mua về tránh nắng tránh mưa rất là tuyệt vời. Ghế là ghế da nè, ghế da xịn sò nha cô chú anh chị nha. Chúng ta có khay học tì tay, phía đây là tay gối nè. Trần là trần nỉ hết toàn bộ. Đây bà con, 4 cánh cửa tắp bi nè, tay nắm nè. 4 cánh cửa là chính điện, có khay gạt tàn thuốc đầy đủ các tính năng rồi cô chú anh chị ạ. Đó, làng ít tiền cho cô chú anh chị nào tầm giá tiền hơn 100 mua về che nắng che mưa rất là ok. Phần tắp bi nè, 4 cánh chính điện nha. Là cô chú anh chị, gương cụp mở đầy đủ các tính năng. Đây là phần ghế là sạch sẽ chưa. Vô lăng là trang bị là túi khí nữa, không có dấu hiệu là bung nổ nha. Hai bên trụ đẹp như nhau nè. Mời cô chú anh chị vô trải nghiệm phần máy nè. Này hết xăng rồi sao? Sắp hết xăng rồi. Nè, tu máy nè. Anh chị thấy chân anh ngồi, chân anh nhồi gần 5.000 vòng không? Rất là ok, trang bị màn hình đầy đủ cái tính năng nè. Đây có thêm chìa khóa dự phòng nè, mốt lóc khóa, lóc cửa từ xa đầy đủ các tính năng rồi cô chú anh chị ạ. Đó, tắp lô, tắp bi liền lẹt sạch sẽ nè. Không có dấu hiệu là bung nổ ở trên trên phần tắp lô nhá. Nè, ốp dạ gỗ nguyên bản nguyên rin hết nè. Đó, rin từ ga đến né chưa? Máy lạnh AC đang kích hoạt nè cô chú anh chị. Khay gạt tàn thuốc lấy gió trong gió ngoài, trang bị cụm điều hòa cơ rồi số má nè. Là bao chuẩn của em nó luôn. Xe này cô chú anh chị yên tâm, Trần Anh bao đi đường xa nha. Nằm đường trả xe luôn cho em đi. Đó vậy đó. Ở đây chúng ta có thêm một hệ thống đó là mở cúp điện. Đây cô chú anh chị, mở cúp điện. Nhấn vô là mở rồi. Đồng hồ bản đủ luôn nhé. Đây là phần máy nè. Máy móc êm lắm. Kết hợp bên đây là chúng ta có gương cụp mở đầy đủ các tính năng. Đó, gương cụp mở nè. Được chưa? Trợ lực nhẹ lắm, em đây trợ lực cực kỳ là đầm. Bên hông thì chúng ta sẽ có xi nhan tích hợp bên hông 4 vỏ mới tinh nha bà con. Đây cục máy nè. Cục máy nổ khá là êm. 1.8. Mẫu này đâu đó rơi vào 8 lít quay đầu cho cô chú anh chị thôi nha, 8 lít thôi. Sử dụng toàn bộ, bét full hết toàn bộ. Số rin 100%. Máy có canh chỉnh, đó là chờ anh báo luôn. Hai bên trụ đẹp như nhau, không có dấu hiệu đâm ve. Hai bên lường nè. Đây là những sóng gân của em Ford Laser. Nè cô chú anh chị nè. Dòng này vẫn có hai phiên bản 1816. 18 là dòng xe phiên bản cao nhất rồi. Có ABS và đi đôi là đèn ống nè cô chú anh chị thấy không. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm. Hai bên chuẩn như nhau nè. Có ABS chống bó cứng phanh luôn nha cô chú anh chị. Đó là hàng đẹp, xe nắp capo là rin hết nè. Không cứng không lỗi bất cứ một khoản gì trên chiếc xe đâu. Máy êm không? Máy khá là êm. Mẫu này thì chắc chắn nè, không bao giờ có chuyện đổ hơi đâu. Đây cô chú anh chị. Nè, xe không một tí đổ hơi. Và đây là phần số của em nó nè. Số em Ford nè. Nè,
Đây bà con, số em For Laser là cực kỳ là rim nhá. Máy móc có canh chỉnh đó cho anh báo luôn. Hồ sơ thì ký rút được thôi, đơn giản. Em này đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Đó, đèn sáng trưng. Anh chỉ đèn sáng không? Máy êm ru. Bốn vỏ mới lành lặn cực kỳ. Đó là hàng đẹp cho anh em chơi mẫu này. Mẫu này cô chú anh chị yên tâm đi, không có dịch vụ taxi đâu. Vì mẫu này là xe ngày xưa dành cho cơ quan nhà nước. Phía sau chúng ta sẽ có thêm một cái dàn lạnh nữa nè cô chú anh chị nè. Đó, trần mới nha. Bốn cánh cửa là chỉnh điện hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Hai cụm đèn phía sau. Lên keng chưa? 135 triệu. Bớt cô chú anh chị 10 triệu còn 125. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Nè, phía sau còn chất sân rin nè, keo nè, keo rin hết toàn tập nha cô chú anh chị nha. Không cứng không lỗi. Sạch sẽ không bà con? Khá là sạch sẽ. Đây là phần phần cốp nè. Đó, chất chưa? Nè, 5 mâm đúc. Anh chị thấy cái cốp đẹp không? Cốp đẹp như thế này thì cái gầm bà con nghĩ có mục không ạ? Chắc chắn không nha. Đây là phần gầm nè. Trải nghiệm tiếp phần gầm cùng với Trần Anh nè. Anh chị coi phần gầm giùm em nhé. Là gầm vòng nè. Đó, gầm của em nó sáng trưng. Đó, gầm 2x2 chất không? Không một chỗ dấu hiệu là mục mọt luôn. Đó, em này mua về là chạy rồi. Chạy chở gia đình đi chơi rất là ok. Bên Trần Anh bao năm đường cho cô chú anh chị với mẫu xe Ford này nha. Năm đường trả xe nếu mà do lỗi về máy. Ok chưa cô chú anh chị? Đó là lời em nói nha. Tin đi không thì tùy bà con thôi. Mình mua bán cái gì cũng vậy. Sự thật, nói thẳng, nói chuẩn. Mua bán phải có cái tâm. Được chưa? Có cái tâm thì mới có tồn tại được nha bà con cô bác nha. Em khép lại chương trình tại nơi này ạ. Trần Anh, see you and goodbye.